Em có khí mà. Để tao có khí cho một chiếc thái đi cho nhỏ. Thái lâm đá. Dưa chạy xuống mua tê. Dưa móc gội bà. Rồi cho ngày mốt, ngày mốt tháng mốt. Rồi sao không mua gì. Trình diễn pha mà đi cà phê còn mấy cục đá tao không mua.
đồng. Một chín người xuống con có à, một chín ông một tám người xuống con chín chín giảm bốn mươi năm nghìn đồng. Tính lại chỉ không con giảm đến
Mình chọn váy dài, mình chọn màu đen hay là màu xanh? Chọn váy dài, xòe bò, váy bò. Chị nhớ là chị ơi, chị chọn màu xanh. Đấy kìa. Chị dài ngắn. Dài, màu trắng, từ dạng, từ chân váy là màu trắng 20. Vào áp mà tự áp mà tự nhiên con mình tự áp mà hơi hay thì rồi mình cũng tự được không vậy. Nhưng mà mình có tin mình quá. Rẻ mình có đánh giá với mình. Cũng quan tâm tụi mua cái gì về mặc luôn thì đối quan tâm tụi vì giống tao đó vì giờ có ý định mặc vì mà cứ thấy cứ một người nó có ai rủ đi chơi là cả bạn đi làm mấy rồi mua đi của em đi rủ đi chơi vì là đường hai chị em phải lớn hơn ăn mặc da hơn mì mà nói nhưng mà da đen thôi không phải là da anh đi với tao mà có biểu hai chị em đi với chị hai chị em là khác rồi đi với em mà hai chị em mà không hai anh em hai chị em mặc chi vừa đâu họ ngủ này mắc gì đi vừa đâu lắm cứ vô tai ngủ mình ngủ vừa đâu ngủ không cho nó ngủ nhiều người ngủ nhưng mà cháu cho thấy ai ngủ như mắc đúng lắm á ngủ cứ vô luôn nhâm như không phải là bước chân cái bộ ta vừa vội đặt là lần thứ hai là ngủ rồi thấy bán cái cái xe áo tự tử rồi sáng hôm thứ hai đi bữa đâu cũng ngủ nhưng không phải ngủ sai giờ nữa bất cứ ngủ mà ông kêu con biết về thì không kêu cái nam im mà nữa để dạ. Im là nam im là nam im ngủ bài không tối hôm qua kia ta gọi dậy sáng hôm kia cửa việc đừng có gọi để im nữa chúng tôi ngủ thì em có kêu không có để nữa tao bị như năm nữa là bán không được bán bán nó về rồi cái này nhiều người dễ quá này đi mùng 7 à. Rồi đến bữa mùng 9 tháng 9 mua sắm. Sắm xeo cho rẻ đó. Sắm xeo cho rẻ. Sắm như là sắm. Sắm nó cái sắm con thấy đồ đắt kia thấy tinh giỏi sắm thì tinh sắm được đâu không đông nhiêu được. Của em vậy dạ sản đồ không nguyên luôn ạ không bắt xít luôn ạ cái bữa vừa đến quăng qua nhà luôn quăng thẳng vào cửa sổ nhà luôn nó cân cả là hàng xéo cái đồ hàng này đẹp nhá hắn một cái ốp lưng đẹp ốp điện thoại đẹp cực kỳ nó mất tiền luôn áo một nguyên nữa áo một nguyên chiếc bữa nó lấy tiền nữa vâng máy kiểu giống như chỉ giống như giữa thầu không phải là kiểu giữa từ hai nặng với số phần một nặng chín như cái đấy thì
mấy anh Tâm không? Mấy anh Tâm? Mấy nhà cháu rất phải ngày này mấy cái việc ông bên tay giờ hồi rồi tôi chuẩn bị lấy trong thứ thì còn nhà chị đó mới đó chưa đi học đại học rồi quay ít nào cũng không có nào bằng con bé mà bảy mà con mới tí con bé mà con mới tại còn đi thành lớn con em cũng mới mới thấy không thấy không thấy tàu không thấy không thấy nữa mới vậy như con bé như bảy nữa nó mới là kéo kéo phải bông phải bông phải đa số chỉ có bông mà con ít thì thả ra để đi được 329 con 189 nó đi Hà Nội suốt hay chi? Đi Hà Nội đến mãi 4 tuổi, đúng 4 tuổi luôn á. Đến nó 4 tuổi rồi, con đi kiểu 4 tuổi rưỡi. Kiểu đi học đến mầm non thôi mà vẫn sẽ đi Hà Nội nè. Kiểu đi thêm ít tháng nữa nè. Mà thân vật nhớ như nè. Thân nhớ là như thân vật nhớ là ngày xưa con bị bác sĩ tiếng nhiều. Rồi. Vẫn nhớ là con bị bác sĩ tiếng nhiều. Đeo bạc vẫn tốt cho sức khỏe mà. Đeo sức khỏe nhưng mà kiểu giống thích ý. Đeo bông tay bông bạc thì được. Đeo thì đeo lên nhưng mà đi tháng thì đánh đắng một lần. Đeo bông bạc thì đen. Đấy bông bột đeo bạc. Cái gì hợp đeo bạc. Ba có nghe để vẫn đem túi chứ.